Hôm nay tụi mình sẽ chơi The Strongest Battle Royale. Tuy nhiên, tụi mình sẽ có rất là nhiều chiêu thức ngẫu nhiên. Và mỗi vòng đấu nó sẽ được thay đổi liên tục. Và người nào chiến thắng nhiều trận nhất sẽ trở thành quán quân của video hôm nay. Và đây chính là những cái block mà tụi mình đã tự tạo. Chúng ta chạm vào, nó sẽ cho những cái chiêu ngẫu nhiên. Thậm chí có một số chiêu không có nút nữa kìa, sao xài. Và ở ngoài xa xa kia chính là một cái khói vuông màu đỏ. Nhưng mà hiện tại chúng ta sẽ không dùng với nó đâu. Em sẵn sàng chưa Badak? Ok, vô. Mày, ủa gì vậy? Anh đang hình luôn rồi. What the fuck, anh bấm một chiêu mà kiểu như dùng bro. Một chiêu vậy. Rồng xanh ngậm nước phun mì. Chạy đi, mày chạy đi. À, em chưa được dùng chiêu nào luôn á. Let's go. Các bạn thấy sao, chế độ này khá là vui đúng không? Ôi sao mấy chiêu xịn có nằm ở cuối không vậy? No way Phúc ơi, quýnh anh đây Phúc. Em biết. Ê Thu nào. Bro, quýnh anh đi. Why? Anh đang mod đúng không? Anh đang kick đó đúng không? Mày. Ây da. Dạ. Làm gì vậy không? Mày khùng hả mày đất. Bữa nào anh hên chứ vậy. Chưa chết dạ, à, xem nè. Ném đá giấu tay. Từ điển của em không có từ chết là anh à. Để xem em chịu nổi chuyện này của anh không. Sao, vô. Ồ, baka. Ơi, cái này là cái gì vậy? Ủa? Thầy Phúc, anh thấy em hơi ngáo rồi đó nha. Atomic Slash. Cái đéo vậy? Mày. Ủa? Ồ, cái đó hả? What the hell bro? Cứu tôi với. Bro, mày bị khùng không? Sao không quýnh anh đi? Yes. Yes. Yo, Imo. Ba ca. Cô cháu. Ê, mày muốn test thử mấy cục ngoài này là gì không? À, đầu tiên nha, cục màu vàng. Mày, gọi mày đụng cục màu vàng ơi. Nó sẽ hồi đầy cái máu cho em. Còn cục màu tím này, em đụng vô, nó sẽ cho em full mod. Ủa, cục màu đỏ. Cục màu đỏ hả? Xíu rồi, sao quá à. Sẵn sàng vô nha. Mày nha mày đá. Ủa, what the fuck? Cái chiều đó em cũng có đó. Thiệt không? Chiêu mạnh gì vậy? Mạnh vô không? Mạnh như vậy không? Đúng vậy. Không, có cái cây đỡ rồi. Trời ơi. Mày có hả mày đất? Nè. Ui. What the fuck? Nó màu binh. mày cút mày đất ơi. Quick slide. Ủa, hello. Ê, biết dùng không? Anh khá là nhiều chiêu mod đó nha. Nó là em coi chừng anh đó. Ôi. Ủa? Ê, em phế vậy, anh còn chưa bật dán mod của anh nữa. Oh, 3 chiêu mod, 4 chiêu mod. Yes. Ok, tiếp nha. Vô tiếp nha. Mày hả mày đất? Dạ, làm gì vậy? Anh đây nè. Anh ở đây nè, em làm gì vậy? Trời, chết. Cái gì nữa cái máu anh em. Làm gì vậy mày đất? Em đang làm cái quái gì vậy mày đất? Từ từ, em đang lấy lại sức mạnh. Sức mạnh. Này thì sức mạnh. Bro. Ủa? Bro. Ủa? Em đang bật cao tơ mà. Cao tơ gì vậy? Dead cao tơ mà sao không tác dụng vậy? Không, đợi xíu nha. Ê, đi ra. Mày. À, anh vừa mặt thật ra sao anh cứ lấy súng rồi. Em biết mấy cục màu đỏ để làm gì chưa? Mình tưởng mấy cái súng này phải mạnh lắm chứ ai ngờ. Nó chỉ là vây đất thôi. Vô. Mày vô đây. Ui, vãi. Làm gì vậy? Mày làm gì vậy đó? What the fuck? Ê, hình như game này bị lỗi phải không ta? Lỗi? Ây da, nửa cái máu rồi. Trời ơi. Baka. Mày đi chết đi. Ôi, hồi mày lại cái máu luôn mà sao vậy? Ủa sao anh hồi đầy cái máu rồi? Anh đang gian. Bro, game hay quá vậy? Chế độ này hay quá. Mày chạy đi. Mưa đa. Baka. Ui, phải. Đấm phát mày đắt văng sờ luôn mà. Em đánh lại đi, em chứng minh rồi. Nghiêm tốt đi mày đắt ơi, anh cảm thấy em hơi khinh thường anh đó. Mấy em này em thấy anh gà em nhường đó. Vô. Ê da. Ê, dở hả cô? Mày dở nha nó cô. Hay vậy. Vô đây. Mày vô đây. Ủa, hai thằng xài chibi che nha luôn mà. Ê da. Beatdown là gì vậy? Wow, đỉnh vậy. Chim này ngầu quá các bạn ơi. Cái này là gì đây? Bùm. What the fuck? Nè, anh bay vô nè. Anh bay vô nè. What the fuck, bro? Mình phải sử dụng sức mạnh này thôi. Mày. Mày hả mày đá. Ui.
nhậu chứ vậy? Bro, bro. Chụp cái combo không bằng anh đánh cái nữa. Chết không vừa? Chưa chết hả? Mày vô đây. Bro, what? Sao học được hay vậy ta? Rồi, rồi. Bữa nay anh rồ quá. Không phải bữa nay đâu mà là ngày nào anh cũng rồ với đất ơi. Từ. Tạm biệt nha với đất. Sướng quá các bạn ơi, Rồi hôm nay anh thắng 10 trận liên tiếp nữa với đất. Em, vô. Mày. Hên, em có rồi ơi. Ủa, sao em né được vậy? Ủa, sao anh tóc biến liên tục luôn nè. Mày hả ơi. Thunder kick. Bùm. Mày hả ơi. Bro, bình tĩnh đi mày đắc. Mày. Ủa, alo. No way. Tha cho tôi đi. Trời ơi, liệu khoai ăn được bằng kỹ năng. Kỹ năng. Em đéo gì vậy? Bye bye. Bro, anh đánh không lại cái sao anh bật counter. Cay lắm rồi. Rồi, vô tiếp nha với đá. Cái này vô, ai núp sau cây làm gì cô? Núp sau cái cây. Làm cái gì vậy cô? What? Đúng không? Số 7. Bum. Ủa, rồi chết rồi đó. Ai da. Sức mạnh tuyệt đối. Mày. Ai da. Ngầu rồi đó, em ngầu rồi đó với đá. Vậy là ngầu rồi đó với đá. Ôi. Lại đây. Ủa đâu, anh không lấy nhiều chiêu đâu, anh lấy 4 chiêu không nữa em gà quá à. Anh lấy đầy đủ cho em, đừng có khinh thường nữa hụ. Thôi anh nói chứ anh giáp em thiệt á, vô quýnh rồi. Mày xạo với đắt, ây da, gì mạnh vậy? Mày, ây da. Phải dùng tới bị phép mạnh quýnh thằng này các bạn ơi. Mày. Đừng nhờ với anh với đắt rồi. Ôi né. No way. Nè, sổ lộn. Ê. Thắng con chặn mà em nói gì không vậy đó. Thằng này thật sự là không thể chịu nổi em rồi đó nha. Sao em dám nói gì không vậy đó. Em phải biến thành cho bụi. Làm gì đó. Làm gì mày. Solo kill nè. Ây da. Solo kill mày. Gì kỳ vậy. Ai, em có nói gì không? Em có nói gì tới việc đó không vậy? Wow. Em làm anh bực rồi đó vậy đó. Kích hoạt kỹ năng tối thượng. Hồi máu vô địch. Wow. Bay lên trời đi mày. Nãy giờ là anh chịu em đủ rồi đó. Lốc xoáy báo thù. Mày. Ê. Bro. Ôi. 3k. What? Gãy vậy bà, gà quá. Đúng là lòng người mà, nó đâu biết mình cũng có dead counter mà nó không xài các bạn. Ôi, không xài mới chịu à. Anh thấy là hơi bực em rồi đó nha với đá. Mày. Quên. Ừ, bay đây, bay vô đây. Bay vô đây. Em đi đánh boss đi các bạn. Mày bay vô đây. Bất cỡ đánh boss nha. Chạy đi. Ây da. Nè, quăng ra khỏi bản đồ rồi. Ôi, no. No, anh thua rồi. Gà. Vì đắc nghĩ gì mà tưởng nó ăn được anh các bạn ơi. Hình như chiêu tụi mình hơi khó trúng nhau sao vì đắc ơi. Ê. Nhưng mà chiêu này. Ủa đâu rồi? Chỉ trúng phần đích thôi. Ê anh. Chiêu này được spam liên tục hay sao các bạn ơi. Hình như mình nhận ra được cái gì đó thì phải. Thôi chơi vậy cũng không đẹp đúng không? Anh biết là tốt. Chơi vậy cũng không đẹp các bạn ơi, mình nên là mình sẽ không làm chuyện đó đâu nha. Ôi. Ê, làm gì vậy cô? Mày. Má chơi không đẹp mà anh dùng hết nửa cái trận đấu rồi, anh dùng vô đó liên tục rồi đó. Anh không dùng vô đó để kết liễu là tốt lắm rồi đó. Vô luôn hả? Không sợ thiệt luôn hả? Có thiệt là không sợ không vậy mày đó? Mày hiểu gì vậy mày đó? Bro, what? Chuyện gì xảy ra vậy? Chết đi đồ gà. Ây da. Không thể nào với đắt là kèo được. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Vô đi đừng có nói nhiều. Mày. Home run. Chết đi. Mày. Ngáo à.
Em biết bí mật đó là gì không Vida? Phía ai sau em gãy. Có ai nè? Anh không có cầm gậy. Đúng rồi, nên là đâu mất máy mà đâu. Sao anh đứng yên rồi? Anh không di chuyển được. Rồi, cảm ơn em nha. What the fuck, em mới cứu anh luôn á. Thằng này quân tử quá các bạn ơi. Đúng là quân tử mà. Anh rất là nể em nha Vida. Cảm ơn em. No, get the fuck. Chết đi thằng nhóc. Mày cút. For, try. Let's. Ui, dạ. Ôi, ôi, dạ. Ôi, ôi. Đứng lại. Dạ, xem bay lên trời không vậy? Bro. Em ổn không vậy Vốn? Sao em toàn ở trên trời không vậy? Chết cút gì xuống rồi. Đất. Cút xuống đất. Cút xuống đất. Cút xuống đất. Cút xuống đất. Ok, thì sau 10 trận quyết đấu, cuối cùng người chiến thắng chính là anh Crazy Lion của các bạn. Yes sir. Nếu như các bạn thích video này, nhớ lại cho mình một like và đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì bye bye.